Ngày 5 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội nghị lần thứ 15 mở rộng. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sát những mặt làm được chưa được, không tránh né những nguyên nhân và đề ra những giải pháp sát với tình hình. Trong đó, hội nghị cho ý kiến góp ý bổ sung hoàn thiện các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm do Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất, đặc biệt xác định những giải pháp mang tính đột phá để có hướng ưu tiên nhằm tạo những xung lực mới, bảo đảm cho thành phố phục hồi toàn diện, phát triển bền vững hơn. Ngày 5 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo. Thủ tướng nhắc lại kinh nghiệm xương máu khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhanh, khó lường, chưa tiếp cận được vaccine do vaccine khan hiếm trên toàn cầu. Chưa có nhiều kinh nghiệm phòng chống dịch, năng lực y tế hạn chế nên chúng ta buộc phải dùng các biện pháp hành chính để chống dịch, vừa lúng túng, bị động, vất vả, vừa nhiều mất mát, hy sinh, vừa ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế, xã hội. Hiện nay, Việt Nam là một trong số những quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất thế giới. Trong khi đó, trên thế giới, biến thể phụ BA5 của Omicron đã ghi nhận tại nhiều quốc gia và đã xuất hiện tại Việt Nam. Biến thể phụ này có khả năng lây lan nhanh hơn 12% so với biến thể phụ BA2. Sáng nay ngày 5 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 và mũi 4 cho cán bộ công chức viên chức và người lao động trong cả nước. Lễ phát động hôm nay góp phần nâng cao nhận thức, tiếp tục khơi dậy tinh thần tích cực tự giác trong việc thực hiện tiêm chủng vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4, tăng cường thêm khả năng miễn dịch cho đội ngũ công nhân viên chức, người lao động trước nguy cơ bùng phát trở lại của dịch bệnh COVID-19. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ có kết hợp cho người đi bộ ở quận Hoàn Kiếm, nối từ phố Trần Nguyên Hãn sang phố Trương Dương Độ. Đây là hầm đường bộ chạy xuyên qua đê sông Hồng. Hầm có chiều cao 3,2m, chiều dài hầm 15,7m, mặt ngoài tường thân và vòm hầm được trang trí tạo dáng kiến trúc phù hợp với cảnh quan khu vực. Quyết định cũng nêu rõ bố trí cửa phải tự động và cửa lắp kép để đảm bảo an toàn lũ tại hai cửa hầm. Tổng mức đầu tư dự án hơn 100 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2022 đến năm 2024. Ngày 5 tháng 7, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết đã điều tra làm rõ 5 đối tượng phá ruộng dưa hấu của lão nông ở xã Diễn Kỷ. 5 đối tượng phá ruộng dưa hấu gồm Chu Văn Cường, 20 tuổi, Chu Minh Nam, 18 tuổi, Nguyễn Trọng Tấn, 17 tuổi, Nguyễn Đức Phong, 18 tuổi và Lê Trung Huấn, 18 tuổi, cùng trú tại huyện Quỳnh Lưu. Bước đầu các đối tượng khai nhận, trưa ngày 3 tháng 7, khi đến hái trộm dưa hấu tại ruộng của ông Phan Văn Tôn, 66 tuổi, trú thôn 2, xã Diễn Kỷ, thì bị người nhà ông Tôn nhắc nhở. Sau khi bị nhắc, cả nhóm bỏ đi uống rượu. Khi thấy trên đồng vắng bóng người, cả nhóm quay lại ruộng dưa của ông Tôn, hái trộm ăn và phá nát nhiều quả, với mục đích để trả thù vì bị nhắc nhở. Sáng ngày 5 tháng 7, liên quan đến sự việc của hai nghệ sĩ Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vừa mới xảy ra gần đây ở Tây Ban Nha, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, sự việc này hiện vẫn đang là nghi vấn. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết thêm, đến sáng ngày 4 tháng 7, hai người này vẫn tại ngoại, đang chờ gặp thẩm phán và đã có luật sư để xử lý các vấn đề pháp lý. Phía đại sứ quán đã cử người xuống tận nơi để giúp đỡ pháp lý. Về ý kiến từ việc của hai nghệ sĩ này đi nước ngoài không xin phép cho thấy việc quản lý viên chức lỏng lẻo, phải chăng nghệ sĩ thì được ưu ái hơn trong việc đi nước ngoài? Thứ trưởng Đông cho rằng ý kiến này không đúng. Đối với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, không có chuyện đặc thù theo kiểu nghệ sĩ được ưu tiên hơn hay có đặc quyền đặc lợi. Tất cả được xử lý theo đúng luật. Sáng ngày 5 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã khai mạc kỳ họp thứ 7 để xem xét về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022, quyết định phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố Hà Nội, xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.
số doanh nghiệp thành lập mới giảm 10%, số doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tăng 13% và đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 51%. CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng 3,25%, cao hơn khá nhiều mức tăng cùng kỳ năm 2021, tăng 1,14%, gây áp lực lên mục tiêu năm 2022 là kiểm soát lạm phát dưới 4%. Cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, thu hút đầu tư còn chậm. Ngày 5 tháng 7, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã có văn bản chỉ đạo. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ khẩn trương kiểm tra, xử lý lấn chiếm đất quy hoạch phát triển rừng và phá rừng trái pháp luật tại khoảnh 2A, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định giao Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ chỉ đạo các đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hiệp phối hợp với hạt kiểm lâm huyện tổ chức điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Giao Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chỉ đạo chi cục kiểm lâm tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan của huyện Phù Mỹ điều tra xử lý các vụ vi phạm luật lâm nghiệp trên địa bàn trong thời gian qua. Cảnh sát Mỹ ngày 4 tháng 7 đã bắt giữ một đối tượng tình nghi sau vụ xả súng xảy ra trước đó cùng ngày, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại khu vực Highland Park ở ngoại ô thành phố Chicago, bang Illinois của nước này. Theo thông báo của cảnh sát, đối tượng được xác định là Robert Grimore, 22 tuổi, bị bắt giữ sau cuộc truy quét lớn khắp thị trấn Highland Park ở Illinois. Trong vụ xả súng trên, thủ phạm đứng trên mái nhà dùng súng bắn vào đoàn người diễu hành kỷ niệm ngày độc lập của Mỹ. Hiện khoảng 20 người, trong đó có trẻ em, đang phải điều trị do trúng đạn, một số người trong tình trạng nguy kịch.